Hôm nay ngày 26 tháng 6, các thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia tiếp tục dự thi hai môn là Tổ hợp Khoa học Tự nhiên vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. Ghi nhận của phóng viên thời sự về ngày thi thứ hai. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, tổ hợp các môn khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học. Trong đó, môn vật lý có 4.066 thí sinh đăng ký, trong đó dự thi 4.061 thí sinh, vắng 15 thí sinh. Môn hóa học có 4.104 thí sinh đăng ký, dự thi 4.088 thí sinh, vắng 16 thí sinh. Và môn sinh học có 4.000 thí sinh đăng ký, số thí sinh dự thi là 3.988, vắng 12 thí sinh. Được biết, số thí sinh vắng thi đa số là thí sinh tự do. Các thí sinh đăng ký tham gia thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông đều dự thi đạt 100%. Bài thi khoa học tự nhiên trong sáng ngày 26 tháng 6 thi theo trình tự các môn thành phần là vật lý, hóa học và sinh học. Sau buổi thi tổ hợp đầu tiên, đối với những thí sinh tham dự tổ hợp này để đăng ký dự tuyển đại học, đa số các em đều đánh giá đề thi vừa sức, vẫn có câu hỏi mang tính phân loại cao nên có thể dễ dàng làm được 30 câu đầu. Đề sinh được nhận định có độ khó cao hơn so với môn lý và hóa, khiến một số em chỉ có thể hoàn thành được khoảng 30-35 câu. Đề sinh hơi dài và có nhiều câu khó hơn. Theo em thấy thì môn lý là đề cũng trung bình, nói chung là cũng khó, nói chung phân loại học sinh. Môn hóa cũng vậy. Còn môn sinh thì do em thi khối A nên em làm một chục lời lùi thôi. Em chọn thi khối B, khối đó là toán hóa sinh thì ba môn so với em nghĩ là làm một khá ổn so với sức này của em. Rồi là khả năng của em chắc là 80-85% so với cái đề đó, giải quyết khoảng cỡ của cái đề đó. Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục với bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật. Tại Thừa Thiên Huế có 11.358 thí sinh đăng ký môn tiếng Anh, trong đó số thí sinh dự thi là 11.313, vắng 45 thí sinh. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức sẽ đạt điểm khá giỏi nếu ôn tập theo kiến thức trên lớp. Dạ, em thấy đề môn Anh vắng vừa sức với học sinh, đề cũng không khó mấy. Dạ, em thấy cũng vừa, nhưng mà thật là em làm chưa xong cái đề bài đọc số 2. Em thấy đề cũng không khó lắm, nhưng mà cái bài đọc số 2 thì từ vựng tương đối là hẳn nhiều so với cái kiến thức của em, cho nên em cũng không chắc về cái từ vựng vốn đó. Dạ, em cũng thấy là bình thường thôi, không khó lắm. Kiến thức thầy cô ôn thi cũng đúng được 30-40%. Sáng mai, các thí sinh tiếp tục với bài thi cuối cùng là tổ hợp bài thi khoa học xã hội với 3 môn địa lý, lịch sử và giáo dục công dân. Theo thống kê, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, tại cụm thi 33 tỉnh Thừa Thiên Huế, không có thí sinh giảm thi nào vi phạm quy chế thi.